Chị ơi, chị ơi, để ủng hộ chị mấy tờ giấy số nha. Chị lấy giùm 5 tờ đi chị. 5 tờ nào cũng được á. Để che mòn kia nhậu hóa liền ca ha. Ngã nó dầu thầy kỹ phong pin kim tủ lù. Cảm à cha dẹ mài sỏi phiêu. Cảm là sửa tài dạ em đợi xíu nha. Dạ em gửi chị nè. Chị cầm nè. Chị biết tờ đó nhiêu tiền không? Không. Không có cảm nhận được hả? Không, ít lắm. Thế trà này nhiêu tiền? Không biết nữa. Không biết luôn hả? Tờ đó 100.000 nha. Thôi chị cứ giữ lại để ăn đồ uống nước nha. Trời nắng nóng mình nhớ uống nước nha chị. Rồi, cảm ơn. Dạ. Say miễu, cái ca miễu hay mà hằng miễu. Mài bánh mì nè, rồi mài chấu lẩu thêm đó, mài hoài dành mỹ sực. Cảm thấy đồ ấy xuất hiện hình xây gai cả, họ sửa đầy phạm vi đầy cả thấy sinh thọ đi. Phú trình cậu ấy đều tu sửa đầy phần tù gai, cấm dạch á hay chủ dạch ha, sửa đầy chúc đại ca chủ dạch vài lọ. Cảm ơn cấm dạch á hay xin dạ xây liền, hay xây dịch dạ ba hồ, cảm ơn sửa đầy giàu hãy tròi tại sập đất quạnh đó tỷ phong, cảm ơn khởi hãy tù á. Thầy lấy tài hằng ở Duyên Huyên cơ. Đó, rồi kể rồi phạt cho đại ca thấy hả. Cảm ơn lấy tài hằng ở tù á, ngồi thì chỗ trịch á. Giờ hơi pha anh xích dì xam cai. Rồi mà hơi pha tài sĩ quả dưới Duyên. Cảm ơn ngồi thì chỗ pha anh hậu á. Thầy hơi pha anh Âu Kỳ Cai xuất pha anh hơi sòn chinh cai cơ. Cảm ơn còn tù Âu Kỳ Cai ở tù á. Thầy dì xìn hơi pha anh bảo quẹo thị phong cơ ha. Dĩ xin nơi địa phương này cư chủ hương tù sậm hù cai. Cảm ơn tù giấc cẩu bạm liền. Cảm ơn xin đi lại tại hàng cai á. Xin hãy phân hoi lượng ở cái mạng. Ấp biên là cư chủ Âu Kỳ Cai. Ấp biên là cư chủ lại tại hàng cai. Cảm ơn cảm giác sử tài dầu hoi xâm. Cảm ơn lại tù đi gặp hình xây cai. Dọc con tài ca phân hưởng. Hạ xì phần hãy tròi tài sập đất quần. Hãy tài sập si phòng ở tế tù hãy. Cảm ơn hãy chọn cái phiền xây cai thì dẫu thiệu cai chỉ xin có hỏng lại cơ ha. Cảm ơn cai chảnh dọc hôi phụt cai cảm ơn hoàn xình duyên xình cái cai là cảm ơn sửa đầy lì tố tụ phạm với đại ca thấy ha. Cảm ơn cai chảnh ngồi đầu sửa đầy hơi lạ ở cảm ơn kinh cỏ đầu sửa đầy kiên đủ hữu đô tiêm phu ở đầu cấm dạch á thì mũ mài cơ ha. Chỗ đó phù thẩu cấm giờ dâu xích chủ dạch thùng mà dâu xích tài dịch chỉ thêm có thể trùng dầu kỹ dịch thêm cơ ha. Hầu dịch hầu dịch thì si dịch 30 đó xì cài nào có phải xùi mà kinh có đồ nhỏ can không phải đồ hay mài phản cơ ha. Cảm giác thì dấu xích là nói kinh có rồi kinh đổ đi che mài sỏi thiêu. Chị ơi, để ủng hộ chị mấy tờ giấy số nha. Chị lấy giùm 5 tờ đi chị. 5 tờ nào cũng được á. Để che mòn kia nhậu hóa liền cơ ha. Ngã nó dầu thầy kỹ phong pin kim tủ lù. Cảm ơn cha dẹ mài sỏi phiêu. Cảm ơn sửa tài dạ em đợi xíu nha. Dạ em gửi chị nè. Chị cầm nè. Chị biết tờ đó nhiêu tiền không? Không. Không có cảm nhận được hả? Ít lắm. Thế trà này nhiêu tiền? Không biết nữa. Không biết luôn hả? Tờ đó 100.000 nha. Rồi để khối nhập cho. Thôi, chị cứ giữ lại để ăn đồ uống nước nha. Trời nắng nóng mình nhớ uống nước nha chị. Rồi cảm ơn. Dạ, không có gì hả chị. Sửa tài vào con để che mài sỏi phiêu. Con thì mài mình chân. Trùng dầu mà là sửa tài xung bỉa che oi lì xịt dẹ giảm sủy. Ôi cái dạnh hiểu Hồ Chí Minh sĩ á. Cái dạnh là thay dường sai á. Cái hữu sai cả ha. Cái dịch tù á. Cái tí trung sù á. Thầy sập giá tiệm 35 phân à. Coi dịch tù á. Thầy dịch tù 36 tù á. Sửa tài dầu xin à. Dầu thấy thấy hạ. Thấy cái dịch tù. Dầu kia tù.
经过嗰度咧，系平常嗰度有卖饭嘅，嗰度卖饭都好食噶吓，见到都好多客喺度买饭食。喺度而家又休息咗五日，有可能而家休息噶，一系去翻乡下，二啊去游历啊。咁喺度望个对面咧，有一间超市啊吓，店铺卖时装。对面嗰度有条巷系平西街19号巷。啲几日啦，大日子啊，咁啊喺西贡胡志明市啊，咁啊走喺街上啊，见到啊又冇咁塞车嘅。啲車交通走又好易走車，因為好多啲工廠啊，同埋公司同埋啲學校休息啊，冇讀書啊，同埋冇翻工。咁啲街上又見到靜啲啊，經過嗰度都好多店鋪啊，人家又休息嘅但系夜晚啦，喺街边啦，咁啊好多嘢卖噶吓，街边档。有朝早见到啊静啲，走到嗰度有条巷嘅，顺路小弟又走经过嗰度拍俾大家睇。咁啊小弟啊又走呢个平西街系集中拍俾大家睇，系喺第14房嘅吓，第14房第11柜。经过嗰度有一间公寓，呢间公寓叫做个字唔知有冇错，叫做Thơ Bình啊，街叫Bình Thơ啊嘛，đường Bình Thơ，叫平西街啊，咁啊一间公寓叫做Thơ Bình公寓啊，唔知系唔系啊，做咩个名咁样写噶？喺度有咖啡档噶吓，各各喺行喺度啊，加卖咖啡啊。小弟走经过区喺度系华人区嘅，喺度好多华人住。经过嗰度，以前嗰度系叫玻璃厂嘅，同喺度有间集中好多啲垃圾车嘅吓，咁啊，小弟见到，而家又冇集中啲垃圾喺度啊，喺度我哋走直嘅，又出翻嗰度啊，牛基街喺度出去牛基街啦吓，牛基街望我对面咧系新平郡嗰度啊，有区啊卖烧鸭烧鸡，后面有个街市咧系叫做新福街市，经过华人区度拍俾大家睇，啲地方有好多华人住嘅吓，小弟今日又好高兴噶，嚟到喺度帮大家分享下视频。经过嗰度有间屋起啊，望几靓嘅以前呢个地方系空地噶，家阵有好多屋起上嚟。呢个地方似系就咗好多人家收买卖嗰啲旧嘢集中喺度嘅，真系记得。喺度系属于巷牛基街嘅吓，系49号巷。我走翻出喺度系平西街，喺度我走直嗰个对面啦，系叫做
tuy cung cay kìa, cho đường đổi cung. Ở rồi chỗ trực á, tôi cũng cái ở cái xị kêu chù chợ Kim Xanh nè, rồi hỏi gì thung xuất hơi lãng biên sinh cai rồi mà hơi pha nè quanh xị cai à, rồi đường quân sự ở cái sửa tài rồi chụp chụp hãy trời đi là phiền ở cái kêu chù phiền xây cai. À, sửa đầy kinh cò bên đầu dầu ở sủi pin nè, cắm à kinh cò đồ á dầu có tàu siêu phục cả ha, dầu chậu hay còn mạ lù cái sườn á, chân hay lầu lầu xe hòn nè, hóa sình nó xanh sửa đầy cái dẫn là sắp xài à. Kinh cò đồ sửa đầy kinh đủ rồi cái dầu mài á đi à đi sẹt kìa. Đi sạc thì phai phai sạc á, bây giờ cái sạc hút kiệt kìa ha, hơi mũ lung mà đi chủng sạc, còn mày kia đó là hữu hậu à. Đó là kiến cỏ rồi kia cá mày hãy ở cái pin á, cái này hữu xanh phủ kìa, hãy ở cái pin có mà bãi ở toàn có mày á, dầu xa dầu chân à, ở xe mà tắt mà còn có mài mà tắt chánh thì húng muộn kìa ha, cái chủ sáng vậy đó thì khao mài mài vậy vô mài tắt á mà thiên sì sai á cái hữu sai kìa ha, sai tiếng sình rồi tôi lọt dưới sì hậu á chúng căng cá chạm thêm kìa ha, chúng căng cá hỏ liền thêm á chứ hữu phanh nàn kìa. Lọt dưới sì hậu à hay mài vậy à chắc hữu làm mãi quá cái sườn á lọt dưới sắp lập lập á mà dành ca dầu hữu xỉu xích cai đó là kiến cỏ ở đồ á thì giáp bạc hù cai ha, chỉ xì giáp bạc hù hòn có mà cái cửa giáp bạc hù cai mấy giáp bạc hù cai á chậu chật á dầu thun pha nó hơi ba sập lục hù ung với kim cai ở xíu tại rồi sẵn kiến là tổ tổ bóng đại các phánh hưởng ở xịp hành đó cảm ơn cảm giác xíu tại rồi mụ cho lì tổ phánh hưởng ra ha kiến cỏ đồ phạt cảm ơn cài á thấy chắc bao hòn đồ đó dầu đó có quậy hòa dành đó đồ chùi ha thế khơi đồ chứ đó hay thòn dành chùi cái ha à kiên cỏ đồ à dầu phu thẩu á à mài phản vậy ha cái đồ mài cơm sườn á vui cảnh sườn á vui cảnh dục à hãy cay á mấy pin đó cũng xài á, hình cái thị em mới cái pin á, dầu xài á, dầu cành gì có phỏ lù á, quá. Tới này u xanh phủ ra, xin cái dành à, cái hòn lầu tôi sắp xài ra. Kiên có rồi, ổ đó tiêm phụ, cái đó mũ dấu xích, nó hay mài vậy. Thấy rồi, cái mài đi à, phù liều ở đây sâu lý phạt dầu diễm pha ra sải thầu sủi phui phục pha cái thầu phạt hoài á hả hãy đồn cá mại đi phù liều phạt cái mà rồi kinh đó con cá dầu mại á à kinh có rồi dầu can à phu thẩu tim phu à mài chai hả rồi à con mảng cơ chùa thiên chúc à thấy đồ con cá dầu dầu chù bé cao à ha thấy can kia nữa rồi hoi kỳ à ha chù chù bé cao chù dẻ thấy đồ can cung chọn nó khu tại ca nè hả à còn đồ cái địa phương á đại ca cọc quậy dầu sụt xích cơ ha đồ đó cọc quậy hoài ở đồ kiên có rồi kia đó mài phui kiến đó là phui kiến tiền quả ở đâu mài khoảng lịch giáp mà manh giáp vài quần tiền xăm quần keng tiền quả
cạnh lề dầu tiền pháp phù à, cái máy đồ dầu hỏng ha, sửa tại dầu si dập tiêu hỏng thì hỏng thầy tại vì chắc bậm sập lục à, thì hỏng hai đầu cái tà thành này thì hỏng thung cơ à. Ở dưới thung sẽ thơ giáp ba hậu khoảng. À, rồi dầu to hòa dành trừ cái. À, cần có rồi dầu cái can à, xây miễu, à, cái can miễu hay mũ hàng miễu à. Rồi xúc phải đồ giả tan xe lì cho ngọ hơn là tiệm nhỏ là ha sửa đây là cho chậu ha thấy đồ có thể đồ hỏi gì thun dắp bằng hồ hỏng sửa tài hữu loại tôi mùi chuyên dập đi cai hỏng hay đồ à, cái đồ thông tắc à, rồi xíu rồi thấy lại hạ xin à, cái cá hoàng hai đầu á, giờ hủ con chèn kìa tiền đổ ở cái hỏng cái chảnh là thiền phan cho hữu cung tiền đổ ở hữu con chèn ở cái hỏng trong cái hỏng đồ dòng ca mài che sủi à, cái chảnh là thiên sĩ gì ta mài che sủi thùng mài mài dẻ trang sủi dẻ chỉ sủi dầu hữu mài cái ha à, đó chậu thông sơ với bạc hữu hỏng cái ha cái cá hỏng đồ dầu ổ gì chậu thun xuất thôi chậu xuất thái tàu hay giáp ba hù cái là à, y xin rồi giáp ba hù hỏng cảm ơn tí khơi thái tàu đó dẫu to hòa dành trừ đây thì phong xíu đại rất là thần kinh phong đại ca phấn hưởng coi sự thần là ha nhập đi cái hỏng à, tôi thấy đồ co co à, lỡ cay á mà kia đâu cái đâu mài vậy à, rồi cá mài vậy xịt á à, mài bò bít tết à, ha mài ngầu dục à, hò bao tải miền bao à. À, cái ngồi dầu chậu phan xích rồi phiền xây ra ấy à, xì can dầu có phải xây á à, sao không đó lượng dạch thêm à, dầu tô à, làm à, tại dạch chỉ à, cải phòng à, à, thùng dắt à, làm cũng à, có rất nhiều các vị có được nghỉ ngơi à, à, có đi du lịch, à, đi chơi. Cũng à, ở Việt Nam một trận à, đi mấy ngày à, à, có gì à, có giúp chính phủ làm à, cùng với học hiệu à, họ đều có nghỉ ngơi à, à, 5 ngày, à, cũng à, rồi có được, rồi có nhiều thời gian à, cũng à, đi du lịch những cái địa phương, à, gì à, à, có được đi về quê hương à, thăm về mình cái thân nhân à. Ở đâu mòn ở đối diện á, hình thành ra ngoài đi à, ở mặt kiến trúc và mặt liệu á, hiểu cái gì vậy? À, cái này cái căn tiệm phố đồ kia nó ca sa mùn dấu xích cơ, do họ là cái dấu xích hơi liệu à,
à, kinh có đồ hỏng thầu à, thầy chắc ba sát sập lục hồ à, hả rồi ca mài mài dễ xịt à, hả mài xảo phẩm mìn thấy rồi về mạ nó cá mà sáu phẩm mì là mà không vọt kìa được à, có mà cháu tối đồ á thầy chuyên chỗ sậu á thầy hơi pha là chim xanh nó cái xị à, à tuy mình á thầy sụp với tại sập đất quạnh tại sập đất vòn cả ha à, tuy mình thầy cứ dù chở kim xanh rồi đi nhập thôi thầy cũng là tôi thấy cái đồ chuyên dầu sẩu cái đồ nhập tiêu hỏng à. Tiêu hỏng rồi thì dầu hỏi gì chậu thun xuất tủ thuyền xây cai à. À, kinh cỏ đồ thì hòa dành xăm à. Dập tổ tổ hỏng dầu phụt kìa hỏng hậu á kinh tổ là chạc đi cắm dập tổ dập bình hỏng rồi kinh tổ là hỏng rồi dầu phụt à rồi kinh tổ dùng dầu đó cầu úp kìa à, dầu xanh úp cầu úp tôi dầu à, rồi ngồi thì chỗ chịch kìa rồi xích hơi rất là phiền xây cái kìa ha ở tôi mình chuyển ha chỗ số là rất bạc hù hỏn à theo chung số thì chung anh ca vào chuẩn bị sức phàn à, chỗ đồ thì thu mua đồ xích vào ca miễu à. Cá miễu hay hòa dành miễu ra ha à, cá miễu hay chùa chùa à, à, có hòa phạch biển nè à qua đây là vào chỗ xuất phá hơi để phiền xây cai ha à chỗ này kinh co ở đồ bóng tại ca phanh hưởng hạ xịp hành vào bên quậy hay ở đồ chịu co thùng mày dấu sẵn kính lì đồ đi can miễu à cảm ơn dầu à, thấy fan cái à, địa phương cơ mà có nhiều đó về hoài niệm cơ mà còn đồ à, à có cột hòa Phật à Phật viện á à, mà có ca miếu à rồi à, hữu đó cột quậy đó rồi thần kinh đi đủ cái ca miếu bài thần cơ ha à cảm ơn thấy cái ca miếu á rồi sục sức kê mà cái ngoài rồi chỗ fan xuất thời là phiền xây cai à đầu tiên chung xù á thầy dường trên này ủ sai kìa ha mà chỗ thầy xuất cái là nhiều bao gì xình có xanh à chọc sòn với tay sẩu thù à tay tay phải hậu chào thêm quá hầm hay à thế là thầy dường á sai đâu à có bị phu trên này ủ lả dục à hậu xì đi châm à cách là chỉ có cái bị phu à thầy hậu xì mũ ngồi với mũ sẩu thù chắc là tỉnh mình xình kìa à ở kinh có đồ kinh có mài
mài che sủi ha, cái đó là kỹ hoàng ha, mài sam phui xuống nhắc phui à. Cái đồ che sủi đó giàu hũ to có mì gì tù dẫm à hả, giàu lầu liền che sủi, mặn cầu che sủi, tàu chiến che sủi, cách che sủi thêm à, hồi tôi chủng phụn che sủi mài ra chắc vui thì mặn manh chắc vui có gì mãi sam vui thì xuống chắc vui rồi hả xin hãy kìa nữa à, cảm ơn sở tại tôi thấy tụi tiết địa phương là giờ bóng đại ca phân hưởng là sự phần cảm ơn tiết tụ á hay gì xin này rất thiệu hỏng này cả ha. Có mấy điều hỏng này cái đất thì giáp ba cả cẩu sập lục thì giáp ba cẩu sập xì điều hỏng ra ha sửa đại dòng này chỉ khi đất xuống thỏ điều hỏng có mấy cái đồ cá chảnh á dầu hói hủ phù ra có mấy chậu chệt á sửa đại đúng mì hơi dọc mì chậu kinh cỏi điều hỏng ra cái này sửa đại dầu bon đại cá phải nói sự phần có mấy dầu bon đại cá hơi hơi kinh xích á điều cái hói điều cay à thung hơi biến tụ ở các con cọt tiếp viện á thì dậu mài chậu lầu á ha rồi chùa mình xu trang tìm mài tím xăm mài phấn mìn á rồi mài chậu lầu tiếp mài hoài dần mỹ xịt cảm thấy đồ ở xuất viện bình xây gai cả ha sửa đầy phạm với đại cả thấy xinh xỏ đi cái gai lù mòn hoi rồi kỹ phụ thì con trẻ ta hãy đâu xíu xe cả ha xíu xe xuyên thông đổ đổ à, cái ngoài rồi xì chậu nhập cười thấy tổ à, mình số mỹ sực thấy tổ coi liền á cái này so bạc ha sửa tại đâu rồi thằng kinh lì đủ tổ phát sự phần này phát bổ suy à có vài coi liền á mình số cái đầu ở đâu á thì dầu chẳng mổ suy thấy tổ mổ suy à kinh cỡ đồ kiến đồ đại xe cái trời trời gì quá kinh cỡ đồ dầu chắc là dẫu dễ tới vậy tôi để dìm xuống ha à, chắc là thùng à. À dĩ nhiên đó là điều hỏng này kìa cảm ơn ca chẳng đi ốc á là biên sinh chinh dẫu lượng có cái lù á ha nhất bình là hơn cái nhất bình là hơn hỏng hoa chắc là chen xài à chắc là kinh coi dập tiêu hỏng à cá sấu đây rồi chậu phan xuất hơi trên cái phải bị đại cá thảy à tiêu phải đồ à mình chỉ điểm nhận là ha dễ thường cái ông mụ sạc ở lì hỉ út quá có siêu dầu hỉ út với đồ dầu à lèn xài ở đó có đi ốc á, rồi ở đó hơn lượng thiều cay ha, giáp bình hơn hỏn, giáp bình là hơn cay, quá cái này kỹ hủ quá. Ở chỗ này rồi chuyên phan chậu xịt hơi, hãy cay hỏn tù, cay rồi hôi co phu thẩu co mài chạp phò, hãy hỏn tù. Chỗ xía ở thì sống gạo ở sân vườn cạn tan cạn tan cọ dập à mình thấy cung phung phù cái mà ít thị giờ họ gì hoi phù thẩu mài chạp phò cái mà sân vườn cọ dập cái gói thôi cái nó ở đâu nó chạy gió mì mì thị với mì chỉnh về cả cái nó kỹ to đi lạp sạp sửa tài chậu dập tiêu hỏng hay giáp ba ấy xin chịu ha hay giáp ba cả cẩu cẩu sập ba hù ha à, sửa tài chậu đi chung xù hay sập gì điểm thay giường ngủ chừng à thay giường hay thấy sửa tài ở thầu tù hoa hủ cường chiêu lọt lì à chắc này hủ xài kìa ha à, cái cỡ đồ kia nó tiêu dầu chặt xài ra tập xài có đồ dầu có bộ khắp bị dành hàng tụ á mà kỹ con chèn phu ngoài đi cái chuyên kìa
度有啲屋啊，有得向啊，兩面啊，一面啊向嗰個街，一面啊向巷，哇！真係靚曬啦，真係認唔出啊！走直啊，小弟都唔係記得啊，通邊度啊？咁小弟啊，走入嚟嗰度幫大家分享嘅視頻啊，同埋啊，知道啲地方啊通邊度啊？原來喺度啊通啊32號啊，暗一欠嘅嚇啊，用一欠街啊通啊，32đường暗一欠啊通過。哇！開完呢個巷街真係啊正曬嘅嚇，哇！啊喺度係第11群第14房嘅嚇，大家各位，今日小弟又幫大家分享下視頻啦，係喺啊第11群第14房啊，俾大家睇啊。邊位有喺呢度住過啊？咁啊，見到啲地方啦，又好熟悉嘅，又知道啊，廣告俾大家更新啊個時啊嚇，2024年啊，今日係4月28號啊，我哋喺度走直啊，係出翻去100號巷啊。呢條巷唔知啊，將來有冇開闊咧？因為小弟見到呢條巷啊，有闊啦啊！啊，我見到啲屋喺度起啊，又好高嘅啊，起啊大寨孤樓啊啊！經過度都見到人家有做嗰啲機器啊，見到啲鐵，走出喺度100號巷啊，但小弟又走轉翻啊，出頭先啊嗰個街開啊開闊咗街巷啊，嗰度係100號巷噶嚇，100號巷啊，呢條街啊佢又好短噶。仲喺啊平世街啊走，入100號巷啊，差唔多幾百碼又轉曬100號巷街啦。因為有時100號街啊，小弟都有時都好易講錯100號巷，但係100號街巷係一樣噶嚇。經過嗰度啊，見到啊好多間屋啊都係掛越南嘅國旗嘅啊，望幾靚啊，飛啊，幾靚啊！咁啊，到4月30啊嚇，我哋又慶祝啊大日子噶嚇，咁啊到5月1號啊，都係接續啊。又慶祝啊大日子啊！六棟5月1號啊！時間又好快脆嘅嚇，過咗大日子啊，咁啊又準備啊5月初5啊！時間咧好快脆啊！咁我又走翻到出喺度個街啦嚇，喺度唔知啊，喺度將來叫乜嘢街又唔知啦嚇。唔知叫做豪蘇啊，叫做街啦啊！望見喺度開闊咗嗰個街巷啊，望幾靚噶啊！啊唔知喺度啊，叫做街巷又唔係幾清楚啦。幾時小弟啊知道啊呢個地方咧係叫咩名啊？小弟再更新俾大家知道。夜晚嗰度有街燈嘅嚇，我又見到啊有啊電燈洞啊，啊咁我又再走翻出去，出去平世界啊，
喺个右手边嗰度有个大空地嘅，因为大空地又有计划种嘢噶吓。咁暂时咧系我哋做个车站啊，地方俾建车，但系将来咧种嘢小弟又未知啊，未知个消息几时啲地方有计划种嘢啊。咁啊，我又帮大家再分享啊，俾大家知道。 咁啊，走到出喺度，啊，角角，啊，左手咧系明苏，啊，美食噶，啊，啊，走出呢个望街几阔嘅吓，哦，诶，我街景阔望几舒服下嘅，啊，咁我又走出啦，明西街度，啊，喺右手嗰度啊，有个大空地嘅。 空地都好大噶吓，啊，走喺度拍俾大家睇啊！喺度小弟又唔系几方便入去，因为喺度系人家空地啊，小弟系外人啦，唔冇得噶入嚟到度噶，喺度见到人家即系记大车噶吓，载货车记车边。 咁我又走翻出嚟，啊咁啊走到度啊，四亚路啊，系叫做啊右手系翁益谦，左手系啊冷冰星，啊小弟喺度曾经帮大家分享嘅视频喺度啦，啊喺度见到啊啲阿哥啊晒紧咧啲面包啊，同埋啲啊啲隔夜饭。 喺度晒干啦，又可以啊做啊粮食啦，俾啲鸡啊养鸡养鸭啊，啊太阳因为好晒噶吓，啊咁啊太阳咁晒真系啊，我哋晒啲嘢好快脆干啊，晒个人啊都干啊。 家小弟啊，喺喺喺书眉太阳咁啊晒啊，晒几日啦嘛，小弟啊都变成啊干尸啊，咁啊琴晚啦，小弟又喺见啦，有新个新闻啦，啊报纸登啊，喺河内啊有间公寓啊，咁啊人家又啊发现到啊。 间公寓有条尸啊吓，啊俾啊干咗死咗一个年几啊，冇人知，咁啊到有人啊想嚟到呢间公寓啊租啊，咁啊几嚟到几次啊，咁啊嗌门啊搵啊个屋主啊喺个公寓度啊搵唔到吓，咁啊先啊通告俾啊管理啊公寓人啦啊，咁啊布都芒啊，咁啊拆揼烂一条门。 咁啊入去哇啊见到有个尸体啊死入边啊干咗吓系一个女仔嚟，好似系好后生啊死咗一年几咁啊听见到小弟读个报纸啊讲话街坊度住街坊度住啊讲话以前系一对男女住咗有两年噶吓，咁啊后来又唔见到佢哋，咁啊原来啊啲女仔死入边有两年。 一年半嘅吓，未两年嘅，但系先死冇人发现到啊，因为佢呢间公寓啊太密啦吓，咁啊佢个尸体死啊，佢个味嗰啲臭味啊，佢又闻唔到啊，咁啊冇人知道，啊到人家想嚟到租一间公寓啊，先发现到嘅吓，阿小弟琴晚啱啱睇呢个报纸系咁样帮大家分享咁样啊。 咁啊，到喺度啊，三亚路街系叫做明鳳街啊，走直噶，又去翻啊，御三街啊，紅磺街啊，啊，後圍航海園街。以前咧，明鳳街系叫做47號街噶嚇，咁啊，走到四亚路航海園啊，同埋深德街啊，嗰區係叫做46號街啊，同埋呢個地方啊，近住啊。
广东夜市啊吓，啊广东夜市喺在冷冰星啊，喺平西自治区啊，小弟都有帮大家分享个嗰个地方啊，1990年咧啊，以前咧啲地方系有啊广东夜市啊，好多坟墓噶吓，大家引啲坟墓度执晒啦。啊！小大家人啊，接續啊，走盡曬呢個平世街，喺在啊第十四房，喺度係第十房啦，喺度另外嘅房啦。第十房喺度啊，佢係包括啊都好大嘅，佢係出去航海園嗰邊嘅嚇。經過嗰度係有第十一雲雲喺度嚇，喺度係做紙張啊，咁喺度做。經過嗰度啊，見到人家賣彩票，家有好多人啊賣彩票噶，年紀大啊，年紀細，青年人啊，係賣彩票，真係好多人失業啊，失業啊，真係好影響好大啊，兒女失業啊，父母都要出嚟賣彩票啊，好多大家各位都希望自己隻兒女仔女都有啊。工作好好睇啦，咪好似唔係啊，真係要出嚟賣彩票啊，真係好多啊家陣啊，到喺度係即三一路啊，落龍軍街噶啊，落龍軍街度我哋向右手啊，又去翻啊蓮潭啊公園，向左手啊又去翻啊呢個富壽街啊，咁啊走直咧係161号巷噶嚇。啊！好多各位都系喺度坐地址门牌嘅啊！咁啊，小弟拍视频，家阵暂时喺度停吓。咁啊，小弟好开心啊，嚟到喺在第十一罐第十四房啊，帮大家分享下视频啊，啲地方同埋广告啊，俾大家知道啊，喺在呢、這个平世街巷咧系198号啊，同埋196号啊，因為行家人咧又整翻咗成個街好靚嘅嚇，真係小弟認唔出啊！以前呢個行好細，家人認唔出啊，真係。咁啊，小弟好開心啊！今日就做個視頻幫大家分享啊！咁啊，小弟又祝大家各位周日啊快樂嘅嚇啊！咁啊，小弟。有講粵語同話，有邊點唔係幾好啊？都希望大家多多指點啊，同埋包涵小弟。咁啊，小弟再見翻大家，各位新個拍視頻再見，拜拜大家。